Rèn luyện cũng là học tập nha các bạn nha. Rèn luyện thể lực, rèn luyện tâm trí của mình, rèn luyện sức khỏe của mình, các bạn cũng phải coi đó là một cái thứ học tập quan trọng. Đây tôi lấy một cái vài ví dụ mà cái thời gian mà tôi làm cùng câu lạc bộ Dạy Con Nên Người, dắt một cái nhóm khoảng 4-50 trẻ đi từ Sài Gòn đến Nhà Bè, đến rừng sát, rồi băng rừng sình đến bụng này, băng rừng 3 km trong rừng chơi. Thì khi đi qua phà, thế là có hai bé nó mới chạy ra. Lúc đó tôi mới xé cái bị snack tôi đang ăn, thấy hai bé nó khoảng 5-6 tuổi nó chạy ra, nó mới xin, nó bảo thế thầy cho con ăn cái này. Thế tôi mới rút cho nó một cái miếng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay thì cho nó ăn. Cái đứa thứ hai lại xin để cho nó ăn, ăn xong cái nó xin nữa. Và lúc đó tôi dừng lại liền. Vậy snack là bánh mì, vậy kẹp giáo dục kẹp kiểu gì? Thì tôi bảo đứng lên ngồi xuống 5 cái đổi lấy một miếng snack. Thế là hai đứa nhỏ nó cứ đứng lên ngồi xuống 5 cái nó đổi một cái snack. Mà các bạn biết một cái pack snack là cả 100 miếng nhỏ nhỏ. Đi qua phà 30 phút thì tụi nó đứng lên ngồi xuống chắc phải được 200 cái. Thế là bố nó thấy thế vui quá, bố nó mới chạy lại bảo anh Quân dùng chiêu gì hay thế, con em đang bị béo phì. Thế là tôi bảo đấy, bánh mì kẹp giáo dục nó thích snack này, cho một miếng đứng lên thụt dầu 5 cái lắm. Nó thụt dầu bây giờ chắc được 200 cái rồi, hết cả bình này. Thế là ông bố nó bảo ồ mai phải áp dụng ngay. Cái thằng út nó béo, 5 tuổi thằng béo, mà sáng nào bố nó cũng dắt nó đi ăn phở, nó nghiện phở của bố nó. Thế là bố nó bảo con muốn được đi ăn phở chạy 3 vòng quanh chung cư, cứ chung quanh chung cư chạy được 3 vòng mới đi ăn phở. Chạy được khoảng 2 tuần chạy quen để bố nó nâng lên 4 vòng. Thế như thế rồi nửa năm sau tôi lại gặp lại ông bố đó, chạy lại khoe với tôi, anh con ơi giờ tuyệt vời lắm, áp dụng cái chiêu này của anh tuyệt vời, con em giờ nó ngày đi rồi, bây giờ nó chạy chục vòng quanh chung cư thoải mái rồi, nó muốn ăn phở còn không, buổi sáng nó nhịn thế rồi đó. Tức là bánh mì kẹp giáo dục ứng dụng rất hiệu quả.